Chào anh em đã quay trở lại với Lato AZ và lại một số hỏi đáp nữa của ngày chủ nhật à. Thì ngày cuối tuần thì cũng có nhiều sự việc và nhiều sự việc đó cũng đang ảnh hưởng đến người ngồi bên cạnh mình đây, đó chính là Thủy. Thủy em đang đọc gì ấy? Có trả lời câu hỏi không? Anh ơi, em thấy nhiều vụ kiểu người yêu cũ, người yêu mới đáng sợ quá. Em có người yêu cũ không? Em có rất nhiều người yêu cũ, em cũng thì em sợ đúng rồi, nhưng mà em sợ em vẫn phải ngồi đây để trả lời câu hỏi thôi. Cho nên là bây giờ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Phát Nguyễn. Thì em chào hết ạ. Em là sinh viên năm nhất này, muốn tìm một chiếc laptop trong phân khúc 25 đến 30 triệu chuyên về mảng 3D design thì máy nào là sự lựa chọn tối ưu? Em cảm ơn. Nếu mà trong khoảng tầm tiền này thì mình có một sự lựa chọn best choice nhất dành cho bạn, đó là Lenovo Legion 5 2021. Tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm gần 26 triệu. Quá đơn dư tiền để bạn nâng thêm một thanh RAM nữa. Thế phiên bản này có gì cho bạn ý để vẽ 3D nhỉ? À, phiên bản này vừa có màn đẹp này, lại còn có hiệu năng mát nữa, ổn định. Build cũng ngon nữa. Okay. À, với lại là bạn nên nhớ là lấy bản 165Hz để có màn đẹp nhất nhé. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Lemon. Ui, nghe bạn tên này hơi chua. Thì cho em hỏi là con Lenovo Legion 5 của em dùng các Wi-Fi MediaTek có thể thay sang các khác được không? Nếu thay thì sang các Wi-Fi nào dùng cho ổn định và shop có hỗ trợ thay các Wi-Fi hay không? Thì sang bên Lato AZ thì mình vẫn sẽ hỗ trợ thay các Wi-Fi và mình khuyên bạn nên thay các Wi-Fi của Intel. Intel thì mẫu AX201, hoặc là nếu mà bạn đủ đầu tư bạn liên hoạt AX210 để có thể có một cái hiệu năng Wi-Fi tốt nhất. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Huỳnh KTS. Thì dạ ơi, năm nay em là sinh viên năm nhất ngành kiến trúc, em tính kiếm cho một con lab để phục vụ việc học trong khoảng 2-3 năm và sau đó sẽ mua PC, thì tài chính khoảng 33-36 triệu thì có thể bớt một chút. Ui dạ. Rồi, các bạn dạo này giàu thế nhỉ. Nếu mà với nhu cầu ngành kiến trúc ấy thì là mình cần phải có một cái màn đẹp và sức mạnh của GPU. Với tầm tiền này thì mình recommend cho bạn có thể lấy Zephyrus G14 hoặc là G15 bản 2021. Bản 2022 thì hơi mắc so với cái tầm tiền này bạn bỏ ra. Trong tầm giá này thì chúng ta cũng có thể lấy được Lenovo Legion 5 Pro phiên bản 2021. Thì mặc dù GPU nó hơi thua kém Zephyrus G14 một tí, nhưng mà nó sẽ có một con CPU mạnh để đủ để đáp ứng cho bạn trong khoảng 2-3 năm. Và nó lại còn mát và nhìn nó cũng đẹp nữa. Mấy bạn kiến trúc chắc là thích đẹp. Ok. Thôi nói chung là bạn có thể cân nhắc giữa hai con nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Salem Thái. Anh cho em hỏi, laptop Katana GF66 dùng làm nhạc có ổn không ạ? Em cảm ơn. Làm nhạc Katana GF66 thì ổn thì ổn, nhưng mà nếu mà bạn cần sức mạnh của CPU nhiều hơn trong khoảng làm nhạc thì theo mình biết là như thế, thì con GF66 này cũng không đáp ứng được nhiều, mà chưa kể là em thấy view hơi lởm. Nào sao lởm. Nó không tốt cho lắm rồi. Rồi không tốt. Thế thì em có recommend cho bạn ý những con máy nào khác không? Nếu mà trong tầm tiền con GF66 này thì còn có những option tốt hơn cho bạn, ví dụ như là Nitro 5 2022 này, bạn sẽ có con i5 12450H nhiều nhân nhiều luồng hơn, thích hợp hơn, hoặc là con IdeaPad Gaming 3 2022. Tất cả những cái phiên bản 2022 thì đều đáp ứng được tốt đúng không? Đúng rồi. Okay. Bởi vì có con chip sẽ mạnh hơn. Sang câu hỏi tiếp theo lại của bạn tân sinh viên nữa, nhưng mà tân sinh viên Bách Khoa. Không biết bạn có sinh năm 96 không? Mình có thằng em cũng sinh năm 96. Thì cho em hỏi là bảo hành đem ra trung tâm của hãng vệ sinh tra keo tản nhiệt thì có mất tiền không, và có ảnh hưởng đến bảo hành của shop hay không? Thì bảo hành của hãng với cả bảo hành của shop là khác nhau đấy bạn nhé. Thì nếu mà bạn ra trung tâm bảo hành thì bạn vẫn sẽ mất tiền và hình như là không mất bảo hành. Theo mình biết là không mất bảo hành, bởi vì cái này là nó liên quan đến việc tháo máy ra rồi và tra keo tản nhiệt nữa thì chắc chắn là sẽ mất bảo hành này. Còn nếu mà ảnh hưởng đến bảo hành của shop hay không thì tùy chế độ của bảo hành của shop bạn mua thì sẽ, nhưng mà mình khả năng cao vẫn sẽ mất thôi, và mất thêm tiền nữa, bởi vì tra keo tản nhiệt thì mất tiền keo à, mất tiền công nữa, cho nên cũng du di thôi. Còn nếu mà bạn mua ở Lato AZ thì bạn sẽ được tra keo tản nhiệt miễn phí trọn đời. Thế mày phải mua thôi, nhưng mà chưa có tiền. Rồi, câu hỏi số 6 của bạn Nam Trần. Với nhu cầu lâu dài thì nên chọn RAM có thể nâng cấp đúng không AD? Nếu lỡ chẳng may mua phải RAM hàng chết thì phải xử lý như nào? Và liệu có ảnh hưởng gì đến trải nghiệm lâu dài hay không? Nhất là đối với sinh viên thì nên chọn máy nào? Nên chọn máy có RAM có khả năng nâng cấp để sử dụng về lâu dài hay chỉ 8GB RAM là đủ? 8GB RAM là không đủ. Không, về câu chuyện giữa 8GB RAM có còn đủ dùng trong thời điểm hiện tại hay không thì em nghĩ là cũng tùy vào nhu cầu ấy. Không, nhưng mà tháng 11 ăn hết 5GB RAM rồi. Không đủ không, đâu. Không, ví dụ như là một người như em nhá, em chỉ dùng mấy tác vụ văn phòng hoặc là chơi LOL thôi thì 8GB đối với em vẫn là đủ. 8GB đối với em vẫn là đủ đúng không? Nhưng mà về lâu dài thì sao? Về lâu dài thì
không? Đấy, chắc chắn rồi, cho nên là 8GB thì hiện tại vẫn sẽ đủ cho những tác vụ cơ bản. Còn nếu mà chọn RAM thì nên chọn RAM nâng cấp đúng. Còn nếu mà RAM hàng chết thì phải xử lý như thế nào thì không xử lý như nào cả, bạn mua máy mới. Mua máy mới luôn thì nó có nâng cấp được RAM cho nó thoải mái. Còn nếu hàng chết thì mua hàng chết 16GB, 16GB. Hình như là dạo này có con Yoga RAM hàng chết hẳn 32GB luôn. Ồ. Nhưng mà 40 triệu. 40 triệu bây giờ River mình giàu mà, lo gì. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Hoàng Lão Tà. Wow. Anh cho em hỏi máy em tự nhiên không lên màn là bị gì ạ? Đèn báo 3 màu vẫn sáng, quạt quay máy chạy nhưng mà không lên màn. À, không lên màn. Không lên màn có nhiều lý do lắm ạ. Cũng có thể là do cáp màn hình này, cũng có thể là do CPU và cũng có thể là do BIOS. Cũng có thể là do RAM, nếu mà bạn vừa nâng cấp RAM xong, nếu mà bạn tự làm mà chẳng may nó lỏng chân ý, thì máy nó cũng không lên màn đâu, mà vẫn cái phần cứng khác nó vẫn sẽ chạy. Cho nên là cái vấn đề này thì bạn nên đem ra kỹ thuật của laptop AZ check cho nó cẩn thận hơn thì nó sẽ ra bệnh tốt hơn. Mình cũng không đoán bừa được. Câu hỏi số 8 của bạn 22 Đào Đức Lương. Cho em hỏi tầm giá 18 củ thì nên mua laptop gì, nhu cầu học tập, học tự động hóa liên quan đến lập trình, giải trí LL FIFA. Thì học tự động hóa cái này nó cũng là cái ngành khá tạp. Thì mình cũng recommend cho bạn con TUF F15-2021 này với cả con RTX 3050 Ti, à không, 3050 thường thôi. Thì hoặc là chúng ta cũng sẽ có Gaming 3 phiên bản 2021 hoặc là HP Victus 15. Thì mấy con này nó đều đáp ứng được nhu cầu trong khoảng 2-3 năm. Còn lâu dài thì mình lại nghĩ là nên cái tầm giá cao hơn một tí nữa thì nó sẽ ổn định hơn. Rồi, câu hỏi số 9 của bạn Thanh Trần. Hai anh chị cho em hỏi là máy có lắp sẵn cả Wi-Fi AX201 thì có nên đổi sang AX200 hay là nâng cấp lên luôn AX210? Mong hai anh chị tư vấn. Ba mẫu có Wi-Fi của Intel này thì đều ngon. Phiên bản 201 thì nó nâng cấp hơn một chút so về tốc độ so với AX200. Còn nếu mà bạn đã cân nhắc đến con AX210 rồi thì bạn nên lên luôn cho nó khỏe có thể. Ok, câu hỏi số 10 của bạn Quang. Em chào 2AD ạ, em vừa mua con Legion 5 2020 với RTX 2060 80-90W i7 Gen 10. Em có lên web thấy so sánh bản RTX 2060 này chỉ mạnh ngang RTX 3050 Ti, TDP là 95W. Không biết có phải không và bản RTX 2060 như vậy có ổn cho nhu cầu chơi game try hard và edit video không ạ? Em cảm ơn ạ. Nhu cầu chơi game try hard thì mình nghĩ là bạn nên lấy bản RTX 3050 thì nó sẽ try hard tốt hơn. Bởi vì nó có số lượng nhân vượt trội hơn này, nó có cái số lượng Turbo Boost nó cũng cao hơn rất nhiều so với 2060. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái lượng VRAM của 3050 Ti nó ít hơn so với 2060 là 2GB. Cái này cũng ảnh hưởng nhiều về cái khả năng setting. Nếu mà bạn không quan trọng quá đồ họa thì 3050 Ti nó vẫn đáp ứng được. Còn về cái vấn đề điện thì trên laptop thì thường mình thấy mắc nó rơi vào khoảng 90-95. Thì hai con này cũng đều đáp ứng được rồi. Cho nên là... không biết là bạn có vừa học vừa chơi không? Nếu bạn vừa học vừa chơi thì lấy con 2060 vẫn tốt hơn. Bởi vì 3050 Ti thì nó cũng hơi đuổi một chút về khoảng ăn điện ấy, cho nên nó cũng sẽ hơi nóng so với 2060. Thì cái này là cân nhắc vào nhu cầu của bạn nhiều hơn. Được rồi, câu hỏi số 11 của bạn Hào Phương. Em đang có 26 củ mà giá con GL66 i7 3050 Ti với Legion 5 R5 3050 thì chọn con nào? GL66 với cả Legion 5. GL66 với Legion 5 à? Nếu là... thì sao? Em đang định hỏi anh. Ôi giời ơi, anh chắc chắn anh chọn con Legion 5 rồi, em hỏi thừa quá. Dĩ nhiên, em cũng là một vote cho nhà họ Lê nhá. Ôi, thế anh em mình đều họ Lê à? Không ổn rồi. Thôi mai đổi tên. Lê Thủy và Lê Ninh. Thôi không huyền thuyền nữa, chúng ta sang một người bạn họ Nguyễn là Nguyễn An Huy. Thì chào ai ớt cho em hỏi một chút, em dùng TUF A15 và Legion 5 4600H với cả GTX 1650 chơi Liên Minh thoại Valorant với cả cờ Liên Minh. Thì nên để chế độ performance hay là turbo? Tại thấy chơi để performance có lúc lên tới 85 đến 88 độ, và turbo thì nhiệt độ giảm xuống 75 độ. Thấy mọi người bảo để turbo nhanh xuống cấp máy. Nhanh xuống cấp máy thì mình nghĩ là không đúng đâu, bởi vì á, khi mà bạn để turbo nhá, nhiệt độ nó đã thấp hơn đúng không? Thì cái CPU với cả GPU của bạn có cái nhiệt độ thấp hơn thì cái tuổi thọ sẽ được kéo dài hơn chứ không làm sao mà nhanh xuống cấp hơn so với để performance được. Với cả cái để chế độ turbo ấy thì bạn sẽ có một cái option chỉnh ở trong Armory Crate, đó chính là tăng được nhiều cái tốc độ quạt lên này, tăng được cái điện năng và cũng tăng được cái nữa. Thì nếu mà dùng cái trường hợp này để cho ép xung ấy thì nó sẽ nhanh xuống cấp thật. Nhưng mà nếu bạn để một cái chế độ bình thường mặc định sẵn của turbo rồi thì nó sẽ không nhanh xuống cấp đâu.
khi nào mà ép xung thì nó mới dễ hỏng thôi, còn để lại bình thường không sao cả. Với cả mấy game này cũng nhẹ mà, turbo nó cũng không ăn quá nhiều đâu, để perform mình chơi cũng được. Còn tube thì nó hơi nóng quá. Bạn này chắc nhiệt thủ, xin lỗi. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn là khoai tây bỏ lò. Anh cho em hỏi là chơi mấy game eSports, CPU không load hết 100% mà nhiệt độ cứ tầm 80-90 độ, có phải lỗi gì không ạ? Bạn đang dùng Acer Nitro 5 Tiger i5 Gen 12 và RTX 3050 Ti. À, CPU không load hết 100% chơi game eSports mà nhiệt độ cứ tầm 80-90 độ, cái này là tính năng của Intel Gen 12 các bạn nhé. Tính cái này thì bạn có thể xem là nhiệt độ của bạn có ăn quá nhiều à, nhầm, không, điện của bạn ăn có quá ít không mà nhiệt độ vẫn lên cao, thì mình khuyên bạn nên tải cái Intel XTU về để giới hạn cái mức nhiệt độ xuống, thì chơi game sẽ phải không phải lo nhiều hơn, bởi vì Intel Gen 12 mình thấy rằng cái khả năng tối ưu nhiệt của nó hơi kém. Chán lắm. Ừ, câu hỏi số 14 của bạn Tâm Nguyễn. Mình đang dùng TUF DAC F15 2022 thì có nên nâng thêm một thanh 8GB DDR5 hay bán thanh 8 nâng lên thanh 16, dự phòng sau này muốn nâng lên 32 thì cái nào tối ưu hơn, và hai thanh 8GB DDR5 với một thanh 16GB DDR5 có chênh lệch gì không? TUF DAC F15 thêm một thanh 8 hay là bán thanh 8 nâng lên thanh 16, thì mình nghĩ rằng bạn nên nâng thêm một thanh 8GB DDR5 thì tốt hơn, bởi vì mặc dù DDR5 nó cũng đã tự động chạy dual channel rồi, nhưng mà nếu mà bạn làm hai thanh này nó sẽ cải thiện cái khả năng dual channel ấy tốt hơn so với một thanh 16. Và nếu mà bạn dự phòng để nâng lên 32GB thì mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ bạn mua một thanh 16 ấy thì cái số tiền bỏ ra nó cũng khá là nhiều. Sơn mà bán nhá. À không, nhưng mà bạn bán thanh 8 đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà xét về hiệu năng ấy, thì hai thanh 8GB nó sẽ tốt hơn so với một thanh 16GB. Còn nếu mà sau này bạn muốn nâng lên 32 ấy, thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ nên mua luôn cả hai thanh 16 thì tốt hơn, bạn mình tích tiền vào nó kinh tế hơn một chút. Và giữa 8GB và thanh 16GB thì có chênh lệch gì không thì chênh lệch rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn chơi game nhá, lên mình thoại thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ cái mức dao động FPS nó sẽ rơi vào khoảng 20-30 thôi. Còn nếu mà bạn sử dụng một thanh 16 ấy thì cái tốc độ truyền tải nó sẽ chậm hơn và cái mức dao động FPS sẽ sạc cao hơn, và chưa kể đến thì cái nhiệt độ nó cũng lên một tí thôi, nó cũng không lên nhiều đâu, nhưng mà hiệu năng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ok, câu hỏi số 15 của bạn Vũ Lâm. Ai đi cho em hỏi là nên lấy ROG G513 Ryzen 7 4800H RTX 3060 hay là TUF A15 Ryzen 7 6800H RTX 3060 ổn hơn vậy ạ? Em học công nghệ thông tin và có chơi game. Cái này không biết bạn chơi game gì. Nếu mà chơi game eSports thì lấy con TUF A15 cũng được, bởi vì nó chạy chip Ryzen 7 6800H, một con chip rất là mạnh. Nhưng mà so với 4800 thì 4800 yếu hơn hẳn. Mà nếu mà bạn có nhu cầu là chơi những tựa game 3A nữa thì lấy con TUF vẫn tốt hơn. Và bạn cũng không phải lo quá nhiều về vấn đề nhiệt độ của TUF A15 nữa đâu, bởi vì năm nay thì nó cũng đã cải thiện hơn khá là nhiều rồi. Nó lại còn có max switch nữa. Đúng rồi, nó đã có max switch cho bạn nữa thì thoải mái hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn mua về sự chắc chắn, về sự hầm hố thì nên chọn con ROG Strix vẫn hơn. Đây. Ok, câu hỏi số 16 của bạn Dung Dương. Dưới 20 triệu có laptop nào ok nhất ạ? Nhu cầu chơi LOL, Photoshop, AI trừ Acer với MSI. Bạn này anti Acer với MSI. Bạn này chắc bị sit the Nitro 5 nhiều quá hay nào ấy. dưới 20 triệu thì mình nghĩ là có con IdeaPad 5 Pro có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn, hoặc là có Zephyrus G14 bản 2020. IdeaPad 5 Pro bạn ấy chạy Photoshop AI nữa thì cũng cần màn đẹp. Nhưng mà con đấy thì có một điểm nữa là không nâng cấp được RAM thôi. Thì chắc là nên chọn con bản 16GB. Dưới 20 triệu hình như không có bản 16GB đúng không? Dưới 20 triệu nếu mà bạn săn được thì có. Sẽ ok. Còn không thì nên chọn con Zephyrus G14 bản 2020 nhá. Con đấy cũng rẻ mà hiệu năng rất là ngon nữa. Ok, sang câu hỏi tiếp theo bạn Phùng Nguyễn. Một khe SSD laptop hỗ trợ tối đa bao nhiêu TB vậy ạ? Thấy đa số thông số máy đều chỉ ghi hỗ trợ đến 1T, vậy lắp 2 thanh 2T thì nó có nhận không? Thì nó nhận thì nó vẫn sẽ nhận, nhưng mà nó sẽ chỉ sử dụng được 1T thôi. Nó không hỗ trợ lên được 2T đâu, và cái khả năng hỗ trợ nó cũng sẽ kém hơn, thì cái hoạt động của SSD nó cũng sẽ không được tốt nữa. Cho nên bạn nên sử dụng đúng cái yêu cầu của hãng thì tốt hơn. Còn nếu mà hai thanh 2T này thì mình nghĩ là nên lắp lên PC thì tốt hơn là lắp lên laptop. Bởi vì mình nghĩ rằng laptop cũng không dùng với 1T được đâu nhỉ. Thật đúng rồi. Thật đấy. 1T quá nhiều luôn. Nó bị thừa ấy. Nếu mà bạn thêm tận 2T nữa thì chắc không thể dùng hết được.
Ok, sang câu hỏi tiếp theo bạn Phước Anh Nguyễn. Anh làm video so sánh Asus Top Gaming F15 với Legion 5 đi ạ, thì thấy hai máy ngang cả giá nhau mà cấu hình top lại cao hơn. Thì mình sẽ sánh hai máy này à? Mà cấu hình top lại cao kiểu hơn. Kiểu em thấy nhiều bạn nghĩ là máy nào mà có cấu hình cao hơn ấy thì là giá nhất định phải cao hơn. Cái đấy thì đúng một phần. Nhưng mà thực ra là một con máy bạn còn phải xét đến về các yếu tố khác như là build này, rồi màn hình này. Đấy, với lại là cái phân khúc mà nó tương đương nữa. Cầu nó đáp ứng cho cái người dùng mà hãng đề ra nữa. Thì có nhiều con nó cũng rất, cái cấu hình nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đặt ra như kiểu là multimedia hay là ấy, thì cái đấy nó yêu cầu cả màn hình này, nó yêu cầu cả trải nghiệm người dùng về bàn phím hay touchpad, hay là kể cả phần độ hoàn thiện nữa, thì nó sẽ bị đẩy giá lên rất là nhiều. Ví dụ như con Legion 5 2022 hiện tại ấy. Đấy là một ví dụ điển hình là một cái con rất là ngáo giá luôn, mà cái cấu hình nó cũng chỉ ở cái mức bình thường thôi, nó cũng không quá là cao, nhưng mà giá nó cũng lại rất là đắt rồi. Thì cái này nó nhiều phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì với con Top Gaming như bạn thấy thì chúng ta có cấu hình cao hơn, nhưng mà đổi lại thì có một cái khả năng tản nhiệt với cả một cái chất lượng hoàn thiện kém hơn một tí. Còn Legion 5 thì ngược lại, chúng ta có một cái cấu hình thấp hơn một chút, nhưng mà chúng ta đổi lại được một cái màn hình đẹp này, chúng ta có một cái trải nghiệm người dùng rất là tốt hơn về độ hoàn thiện cũng như bàn phím và touchpad. Thì cái này là tùy vào cái cảm nhận mà bạn cần về cái quá trình sử dụng máy của bạn. Mình vẫn thiên về con Legion 5 hơn. Nếu là mình thì mình cũng vậy, nói chung là nó toàn diện hơn so với con Top. Câu hỏi tiếp theo của bạn Am Thắng thì ắt cho em hỏi, trong tầm giá laptop gaming dưới 24 triệu thì con nào ổn nhất? Nhu cầu là học IT này, cần CPU mạnh, ít chơi game, bị ổn và thời lượng pin ổn. Có bàn phím số nữa, bàn phím số. Bàn số thì dòng Legion sẽ có nhiều. Nhưng mà Legion à? CPU mạnh, ít chơi game, bị ổn. Dưới 24 triệu thì bạn có thể lấy Legion 5 2021. Nếu mà bạn thêm một chút nữa thì lấy bản 165Hz thì nó sẽ có màn đẹp. Còn bên dưới thì là bản 120Hz, màn sẽ là màn trung bình thôi. Vậy và con chip thì bạn sẽ lấy phiên bản có Ryzen 5 5600H với cả RTX 3050, thì đấy là sẽ phù hợp với tầm giá mà bạn yêu cầu nhất. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn. Câu hỏi cuối cùng. Tầm 40 củ. Chơi game 3A thì có nên xài con Gigabyte Aorus 5 SE4 2022 không? Có ok không, và có máy nào tối ưu hơn? 40 củ mà lại đi nhắm con Gigabyte Aorus 5 ư? Thật là một lựa chọn hợp lý. Nhưng mà... em thì em không có nhiều kiểu hiểu biết về con này ấy, thì anh Ninh có thể chia sẻ một chút về con Aorus 5 SE4 này. Con này anh nói thật là anh cũng chưa được sờ đâu, anh mới chỉ được nhìn thôi. Nhưng mà nhìn ảnh thì mình cũng không đánh giá được quá nhiều. Nhưng mà về cái cấu hình ấy, con này ngon thật. Nhưng mà thường thì mấy con cấu hình cao nó sẽ đánh đổi vào cái trải nghiệm người dùng nhiều hơn về độ hoàn thiện cũng như là về bàn phím, touchpad, màn hình. Với lại là ở trong group là em thấy nhiều người cũng hơi chê Gigabyte. Đúng rồi, bởi vì đây là một hãng mới. Nó chưa được chuộng lắm. Chắc là mình sẽ recommend bạn con nào tối ưu tốt hơn thì chắc có Legion 5 Pro phiên bản 2022. Chúng ta cũng sẽ có i7 12700H, nhưng mà cao đồ họa nó hình như hơi thấp hơn một tí. Nhưng mà là có RTX 3060. 3060 à? 3060 lên 3070 thì mình nghĩ nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu. 3060 cũng khá là mạnh ở trên laptop rồi. Thì nó tối ưu, mà chưa kể Legion 5 Pro bạn còn có màn hình đẹp nữa. Con Gigabyte G5 thì mình cũng không thấy nó có màn hình đẹp hay không, mình cũng không rõ lắm. Đấy là lựa chọn của mình. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp ngày hôm nay. Thì nếu anh em thấy video này có ích, hãy để lại một like, một share cũng như một subscribe cho kênh Laptop AZ. Và đừng quên, nếu mà có những thắc mắc, những câu hỏi nào mà anh em còn cảm thấy lấn cấn hay là chưa được giải đáp thì anh em hãy comment ngay dưới phần bình luận để chúng mình trả lời một cách sớm nhất. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và Thủy nhá, lần sau lên video thì đừng có đọc drama nữa, hãy đọc câu hỏi cho các bạn mượt mà hơn đi. Khoan đã, trước khi kết thúc video thì nếu mà anh em để lại câu hỏi xuống dưới mà chúng mình chưa kịp trả lời thì anh em có thể vào group Quận Công Nghệ và đăng bài, và mọi người trong đó sẽ giải đáp giúp anh em. Ok. Và đó cũng là chia sẻ cuối cùng. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.